bản Pô Tô, xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam, và bản Cửa Cải, trấn Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là một trong những cặp bản triển khai kết nghĩa từ rất sớm, cách đây đã tròn 5 năm. Giờ đây, người dân hai bản đã quen với việc có nhau, cùng nhau trong các hoạt động thường ngày. Việc trao đổi hàng hóa rất thuận lợi. Khách Trung Quốc chỉ việc đặt hàng, chúng tôi báo giá rồi chuyển qua cửa khẩu trong ngày. Mình giữ uy tín, hàng đảm bảo chất lượng nên họ mua lâu dài. Những vất vả lo toan cuộc sống thường ngày được nhường chỗ cho những giây phút giao lưu, ca hát vui vẻ của người dân hai bên biên giới. Ba nhà văn hóa hữu nghị biên giới, hai trung tâm giao lưu văn hóa thương mại và du lịch được xây dựng qua chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2017 đã trở thành địa điểm quen thuộc gắn kết nhân dân hai nước những ngày hội hè, lễ Tết. Nhân dân hai thôn cần tăng cường giao lưu văn hóa vì nhân dân hai bên biên giới đã có những mối quan hệ tốt từ lâu đời. Gắn bó với nhau, họ càng có ý thức cùng nhau bảo vệ đường biên, mốc giới chung. Hoạt động dọn vệ sinh biên giới đã được tổ chức hai lần. Ý nghĩa của nó là tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cùng nhau bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh biên giới. Với 9 cặp thôn bản kết nghĩa, Lạng Sơn là một trong những tỉnh có nhiều cặp thôn bản ký kết nghĩa nhất dọc tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Từ hiệu quả thiết thực của mô hình kết nghĩa thôn bản, tỉnh Hà Giang đã tiên phong mở rộng mô hình kết nghĩa nhân dân lên cấp xã, hương, thị trấn. Đến nay, Hà Giang đã có 33 trên 34 xã, thị trấn kết nghĩa với hương, trấn biên giới của tỉnh Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc. Chỉ với 40,86 km đường biên giới chung, tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai thí điểm các hoạt động giao lưu nhân dân cấp xã, thị trấn thuộc huyện Mường Nhé và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, có 6 trên 9 xã, thị trấn thuộc huyện Phục Hòa, tiếp giáp với huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Cao Bằng cũng là một điểm sáng trong hoạt động giao lưu kinh tế, mậu dịch và du lịch dọc tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục thúc đẩy thực hiện các cái thỏa thuận về phát triển kinh tế, trong đó là cái tập trung vào cái lĩnh vực nông lâm nghiệp. Trong đó thì tập trung một số các cái dự án chăn nuôi có quy mô và xúc tiến cái việc mà xuất khẩu gia súc sống qua biên giới. Tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc thời gian qua luôn được duy trì, vun đắp ngày càng bền chặt. Đó vừa là trách nhiệm lịch sử, vừa là yêu cầu khách quan phù hợp với lợi ích cơ bản lâu dài của nhân dân hai nước.